Siêu hội quà tặng. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành. VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% Yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Giáng sinh và năm mới an lành tất cả mọi người. Thưa quý vị, và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy là một bầu không khí trong những ngày cuối năm thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta đều đang rất là mong muốn và háo hức là chúng ta sẽ có những cái điều gì á, năm mới mới cho cái năm mới của mình. Nó giống như tên năm mới là phải có điều mới, đúng không? Đúng rồi. Cái gì cũ mình bỏ qua đi để mình có thể là tìm đến một cái nó vui hơn, nó thoải mái hơn. Nhưng cả một năm qua rồi, quý vị ơi, chúng ta đã phải gọi là vật lộn rất nhiều những vấn đề kinh tế của mình. Như vậy thì cuối năm mọi người mua sắm, mọi người chắc chắn là chúng ta cần phải nghĩ tới chuyện là làm sao để tiết kiệm, sao để mua sản phẩm tốt mà còn có quà nữa. Thì ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, trong những khoảng thời gian này cho quý vị 23, 24, 25 tháng 12 và cả ngày 1 tháng 1 năm 2022 nữa, cứ mua trên VTV Hyundai sẽ có quà quý vị nha. Và quà hôm nay là một món quà mà chắc chắn là những ai mà thích giấc ngủ, hay đi ngủ, thường đi ngủ, phải ngủ, hầu như ai cũng ngủ đúng không ạ? Cũng ngủ sẽ đều thích quý vị. Bởi vì quý vị biết không, như Nguyễn hỏi Quang Quý trong một ngày nọ, như Nguyễn hỏi là nếu như có một cái khoảng thời gian thảnh thơi, quý thích làm gì? Ngủ. Một ngày quý thích làm gì nhất? Đó, cái câu trả lời nó là một trong những cái tứ khoái của con người luôn quý vị, cái câu chuyện ngủ đó. Tại vì phải ngủ mới tái tạo lại được năng lượng. Thì để có giấc ngủ ngon thì hôm nay quà tặng dành cho tất cả các khách hàng VTV Hyundai là gì? Là hai ruột gối nằm, là thêm một bộ ráp mới tinh tươm thơm phức, và còn có nữa là một hộp yến xào của Legend nha. Đến từ thương hiệu Legend, song yến như thế này nổi tiếng lắm quý vị ơi. Và quà tặng có giá trị lên tới 850.000 đồng. Mọi người lưu ý giúp Quang Quý nha, quà tặng có giá trị lên tới 850.000 đồng nè. Và ngay bây giờ hãy nhanh tay đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và cùng chờ xem sản phẩm chính của chúng ta là sản phẩm gì nha. Siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới giảm ngay 500.000 khi mua sắm trong chương trình hôm nay, và đặc biệt là bộ quà tặng trị giá 850.000 đồng tặng hai ruột gối nằm này, một bộ ráp quý vị ạ, và có thêm nữa là một hộp yến xào Legend luôn. Và đó chính là sản phẩm chính ngày hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, nệm cao su non Evera. Thưa quý vị, cùng với nệm cao su non Evera ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta có thể yên tâm, tại vì đây là dòng nệm cao su non bán chạy nhất trên VTV Hyundai, bảo hành 10 năm cho độ xẹp lún luôn ạ. Vỏ bọc thì mềm mịn nè, thấm hút mồ hôi một cách hiệu quả luôn, cho nên là tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm và sở hữu cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay. Và nhắc lại một lần nữa, chỉ có trong ngày hôm nay mà thôi. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu sản phẩm chính, chúng ta có quà mềm, quà mịn, quà xịn nha, và quà trị giá lên tới là 850.000 đồng. 850.000 đồng trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Và không dừng lại ở đó, đó mọi người thấy không ạ, ai cũng mê, ai cũng thích hết, cho nên là ngay bây giờ quý vị ơi hãy đồng hành cùng với chúng tôi, tại vì đây là một chương trình nằm trong chuỗi chương trình, đó chính là shopping season ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi đi qua coi sản phẩm chính thôi. Đây sản phẩm chính là gì mà tặng những hai cái ruột gối nằm cao su non mà tặng luôn cả một bộ ráp mới, thì chắc chắn đó chính là một chiếc nệm mới cho nhà của mình rồi. Đây. Trời ơi, nhìn là ấm áp luôn quý vị, muốn xà xuống luôn á quý vị. Cái cảm giác mà cao su non đem lại cho chúng ta là gì? Là cái sự êm ái, là một cái sự bền bỉ, là cái tính năng đàn hồi, nó không có bị xẹp lún quý vị ạ, hạn chế xẹp lún trong thời gian rất là dài. Quý vị có thể là mua một chiếc nệm mới khi mà chào đón một thành viên mới về gia đình của mình, rồi nhìn thử xem nha, bạn nhỏ đã lớn lên chiếc nệm này vẫn không xẹp lún, vẫn êm ái cho mình nè. Gì á? Thì bạn nhỏ đó đang tập. Ôi chui chào ơi, ôi mọi người ơi, thấy bạn lớn như vậy mà cái nệm còn nguyên. Dạ, rồi quý vị ơi, nói tới cái câu chuyện mà cao su non á thì chắc chắn là nhà nào cũng thích. Tại vì như Nguyễn khảo sát một cái khoảng thời gian qua á quý, thì thấy là nhiều cô chú thấy là đau lưng quá, cho nên nằm mà trên những cái mặt phẳng hay là những cái loại nệm mà cứng quá thì khó ngủ lắm, thậm chí lưng còn đau nữa. Rồi các chị em mà trong thai kỳ á, khi mà cái bầu bì nó nặng nề, mình nằm ngửa mình cảm thấy khó thở lắm, cho nên là phải trở mình nhẹ, hoặc là phải làm sao đệm được cái phần lưng của mình thì mình mới dễ chịu được. Rồi các anh cũng vậy nữa, cần một cái tấm nệm ngã lưng êm ái. Nhưng mà nệm bình thường thì cứng quá, còn với những cái nệm mà cao su tự nhiên thì giá thành cao quá, cho nên nhiều gia đình sẽ đắn đo. Thế là cao su non ra đời và trở thành một lựa chọn tuyệt vời. Đúng rồi ạ, và với cái độ đàn hồi của nệm cao su non thì tất cả quý vị chúng ta có thể là yên tâm nha. Cùng với dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay Evera, thưa quý vị, đã bán rất là chạy trên VTV Hyundai Home Shopping rồi. Cơ thể của chúng ta thì sẽ có những cái đường cong, gọi là đường cong sinh học đó thưa quý vị,
Làm cách nào để có thể là nâng đỡ tất cả những cái đường cong đó thì cái nệm nó sẽ có một cái tác dụng như vậy. Với nệm cao su non á, thì phải nói là nó không có đàn hồi một cách gọi là giật tưng 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 lên như là nệm lò xo, đúng không? Nói gì cho dễ hiểu. Đúng đó rồi. Nhưng mà ở trên nệm cao su non nó có rất là nhiều những cái lỗ khí nhỏ nè. Đó, và đặc biệt là có một cái sự đàn hồi chậm quý vị nha. Khi mà chúng ta nằm lên á, thì nó sẽ ôm trọn những đường cong sinh lý trên cơ thể của chúng ta và giúp cho chúng ta là ngủ ngon giấc hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như là một ngày đẹp trời á, người ta hay nói là ôi nệm cao su non cái sự đàn hồi nó đâu có tốt đâu. Bây giờ Quang Quý đang cầm cục tạ trên tay rồi, Quang xuống. Ồ. Thấy không ạ? À? Bây giờ một lần nữa nha, mọi người nhìn giúp Quang Quý ạ. À. Đây. Đó, quý vị thấy không? Cục tạ nó nảy lên luôn á. Đây. Đó. Rất là gọi là cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nha, có nghĩa là nó giật nảy một cách vừa phải thôi, nó không có bắn ngược lên trên, tại vì thật ra là có rất là nhiều những cái loại nệm á, là khi mà chúng ta nằm lên á thì cái phản lực của nó phản ngược lại vào cái lưng của ta. Nó rất là mạnh mọi người nha. Đặc biệt là những cái tấm phản mà ở dưới quê của mình á, nó cứng á, nằm lên á mình cảm giác rất là khó chịu và đau cái phần cần cổ của mình, tại vì nó không có ôm theo cái đường cong sinh lý trong cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là khi mà chúng ta nằm nghiêng nha mọi người, nằm nghiêng nè, đó thì nó cũng không có theo là ôm được, đúng không ạ? Cho nên là với chiếc nệm ngày hôm nay quý vị có thể yên tâm, và chúng tôi có hai độ dày cho mọi người lựa chọn luôn nha. Dạ, độ dày đầu tiên là mình sẽ có độ dày mà quý vị đang thấy đây là 10 cm. Đây Quang Quý sẽ đo cho mọi người thấy luôn cái độ dày của tấm nệm 10 cm là như thế nào. 10 cm thì nó phù hợp với các gia đình nè quý vị, đúng rồi. Đây 10 cm là cái nệm mà bọc màu vàng vàng đó, cho quý vị dễ đo dễ nhìn ha. Thì thường là như Nguyễn thấy là những gia đình nhỏ nhỏ nè, những gia đình trẻ nè thì thường là sẽ thích sử dụng cái loại nệm mà 10 cm đó. Với cái tấm nệm mà 15 cm như đây, thế này đó, thì chúng ta sẽ mang tới cái độ êm ái hơn. Hoặc là cho những cái chuỗi mà resort, khách sạn á quý vị, thì thích là sử dụng nệm dày hơn, nó tăng cái cảm giác êm và dễ chịu cho cái phần giường của mình. Như vậy thì chúng ta có thể yên tâm là tùy theo cái sự gọi là nhu cầu của chúng ta mọi người nha. Nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt mọi người sẽ thấy được là một cái bảng ở kế bên Quang Quý luôn ạ. Ngay lúc này ở kế bên Quang Quý luôn, đó chính là bảo hành là 1 đổi 1 nha. Bảo hành 1 đổi 1 trong khoảng thời gian là 10 năm. 1 đổi 1 trong thời gian 10 năm có nghĩa là nếu như mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu trong dòng sản phẩm của chúng tôi và nằm trong khoảng thời gian 10 năm luôn. Nếu có những cái vấn đề về cái độ xẹp lúng nha, thì chúng tôi bảo hành 1 đổi 1 luôn, có nghĩa là 10 năm chúng ta không có cần phải lo lắng gì về giấc ngủ của mình hết nha. Chính xác luôn quý vị. Và mình còn có hai khổ để mình lựa chọn là khổ 1m6 hoặc 1m8 nữa. Như vậy thì khi gọi về cô chú anh chị giúp Như Nguyên và Quang Quý là cho biết là mình chọn độ dày 10 hay 15 cm và khổ là 1m6 hay là 1m8 nha. Và dù như thế nào đi chăng nữa, khổ nào hay là độ dày nào thì chúng ta đều được giảm ngay 500.000 đồng quý vị. Tức là hôm nay chỉ là vừa khoảng 2 triệu mấy 3 triệu là chúng ta có ngay nệm cao su non rồi, không có cần phải phân vân lo lắng về chuyện chi tiêu nữa, mà có thêm quà luôn, tặng 2 cái đùi gối nằm bằng cao su non luôn, tặng luôn một cái bộ ráp đầy đủ luôn quý vị, từ cái phần mà ráp mà giường nè, rồi thêm vỏ gối nằm, vỏ gối ôm nữa, và tặng luôn cho quý vị một hộp yến của Legend luôn nha. Đúng rồi đúng quý vị, và với mức giá ngày hôm nay, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm với nệm dày 10 cm nha, kích thước 1m6 là chúng ta đều được giảm, đó chính là chỉ còn 2.190.000 đồng, kích thước 1m8 chỉ còn 2.490.000 đồng mà thôi, đều được giảm là 500.000 đồng thưa quý vị. Và với nệm dày 15 cm cũng được giảm giá luôn, thay vì là 3.390.000 đồng cũng giảm 500.000 đồng, chỉ còn 2.890.000 đồng, và kích thước 1m8 chỉ còn 3.190.000 đồng mà thôi quý vị nha. Và ngay lúc này đây thì chắc là mọi người chúng ta cũng sẽ thấy là sao Quang Quý nói nhiều giá quá tôi không có nhớ hết. Bây giờ Quang Quý nhờ các cô chú anh chị một lần nữa nha, hãy nhìn lại cái bảng giá ngay trên tay của quý đi ạ. Chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, chúng tôi giảm sốc cho quý vị lên tới là 500.000 đồng nha. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 năm cho độ xẹp lúng, có nghĩa là chỉ với nhiêu đây tiền thôi được giảm 500 rồi, chúng ta yên tâm giấc ngủ của mình trong 10 năm kế tiếp. Đây, nệm dày 10 cm giảm 500.000, kích thước 1m6 còn 2.190.000 đồng, kích thước 1m8 còn 2.490.000 đồng. Nệm dày 15 cm thì sao, cũng giảm 500.000 đồng cho tất cả các kích thước luôn ạ. 1m6 còn 2.890.000 đồng, 1m8 còn 3.190.000 đồng. Quý vị có thể yên tâm alo về tổng đài của chúng tôi và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên cả nước luôn quý vị. Dạ, nha. Đúng rồi đó quý vị. Và chỉ thấy là quý vị thấy không ạ, chỉ mà ngoài 2 triệu một chút thôi là mình đã có được nệm cao su non như thế này rồi. Nệm cao su non cái điều đầu tiên mà chúng ta thích là gì, là cái độ êm ái của nó quý vị. Êm giống như là vòng tay mẹ khi mà chúng ta đặt để tấm lưng của mình lên, và nó sẽ ôm trọn những cái đường cong trên cơ thể của mình luôn quý vị. Rồi thêm là quý vị nhìn được ở trên này rất là nhiều những cái lỗ nhỏ thoáng khí quý vị. Đây, không khí ở bên trên nó sẽ đi xuống ở bên dưới, và không khí nó đối lưu bên dưới để trả lại một cái lớp khí nó thoáng hơn, nó mát hơn ở bên trên. Vì
thế khi nằm cao su non không có cái tình trạng là hầm bí lưng khó chịu hay là rôm sảy ở trẻ nhỏ và cả ướt áo ở người lớn tuổi sau một cái giấc ngủ dậy nữa quý vị. Đó, thoáng mát rồi, êm ái rồi, đang hồi tốt mà lại còn bền bỉ nữa. Theo chân chúng ta 10 năm, 15 năm luôn. Đó là cam kết từ thương hiệu Evera, một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Và sản phẩm mà nệm cao su non của Evera quý vị là dòng nệm bán chạy nhất trên VTV Now Home Shopping trong thời gian qua đấy quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và một phần nữa thì Quang Quý cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người đối với ông bà cha mẹ lớn tuổi trong gia đình của chúng ta. Tại vì thật ra là tới một cái độ tuổi nhất định rồi thì trong những dịp cuối năm thì Quang Quý thấy là chúng ta đã làm quần quật cả năm và cả năm qua chúng ta không có cơ hội để về thăm ông bà cha mẹ của chúng ta, không biết là giấc ngủ của ông bà như thế nào đúng không ạ? Thì bây giờ quý vị ơi, chúng ta có một món quà cho sức khỏe, món quà cho giấc ngủ đi. Với ông bà lớn tuổi đã khó chìm vào giấc ngủ rồi nha, và khi mà chúng ta đang ngủ mà có những cái tác động xung quanh đi thì càng khó ngủ lại nhiều hơn. Chẳng hạn như là đối với những người lớn tuổi thì hay đi tiểu đêm, đúng không ạ? Mà ông với bà mà nằm cùng với nhau mà chỉ cần là ông thức giấc mà đi hay bà thức giấc mà đi tiểu đêm á, thì với những cái sản phẩm mà những chiếc nệm mà chúng ta thấy là không đảm bảo chất lượng á, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới người đối diện. Nhưng nè quý vị ơi, chúng ta hãy thử tưởng tượng đi nha, giấc ngủ của những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta giống như là một cái ly nước, ở trong đó là mặt nước rất là phẳng lặng nè. Bây giờ nè, chúng ta có thể là tác động những cái lực xung quanh cái phần ly nước của chúng ta, tại vì cái tính chất của nó là đàn hồi chậm quý vị nha, cho nên nó chỉ đàn hồi ở ngay vị trí mà lực tiếp xúc mà thôi. Mặt nước nè cũng không có bị tác động quá nhiều quý vị ạ. Thật ra là nhiều khi là Quang Quý cũng không muốn gọi là có những cái thí nghiệm mà nó mạnh quá theo kiểu là Quang Quý sẽ lên và bước qua bước lại. Tại vì thật ra khi mà lên giường mà bước qua bước lại như vậy thì người nằm đối diện cỡ nào cũng sẽ thức giấc đúng không ạ? Nhưng mà những cái lúc mà chúng ta rón rén thôi. Ví dụ ông bà của chúng ta đang thấy bà của mình đang ngủ, gọi là bà xã của mình đang ngủ, ông á, thì ông sẽ rón rén tỉnh dậy đó, từng cái nhịp rất là nhẹ như thế này đó, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà quý vị nha. Còn đối với những cái chiếc nệm, một là cứng quá, hai là nó có cái lò xo ở phía bên trong á, khi mà chúng ta lăn qua trở lại nó sẽ kêu có két đúng không ạ? Nếu mà sử dụng thời gian lâu, và cũng như là đàn hồi nó rất là mạnh, nó sẽ khiến cho người đối diện nằm chung giường của chúng ta là sẽ thức giấc nha. Dạ đó quý vị ơi, cái tình trạng này mình thấy nhiều lắm, ở nhất là những cái vùng nông thôn á quý vị. Trên những cái chiếc giường ọp ẹp và cũ kỹ đi, những cái nệm mà đã lâu năm lắm rồi, nó vừa xẹp nè, nó vừa lúng nè, mà nó còn vừa kêu nữa, thậm chí là trở mình thôi thì đã làm ảnh hưởng tới người bên cạnh ngay. Và mất giấc ngủ mà vỗ giấc ngủ lại với người lớn tuổi là cực kỳ khó. Khó lắm mà ngủ không được thì quý vị biết rồi đó, mệt hôm sau là lừ đừ ngay. Cho nên là chúng ta quan tâm tới giấc ngủ một chút đi ạ. Và đây nha, đây chính là một cái điều mà chúng tôi minh chứng cho chất lượng của nệm cao su non Evera. Bởi vì không chỉ là chúng ta trọng lượng 150-150kg đâu, mà cả một chiếc xe tải đi qua thì vẫn không làm suy suyển chất lượng và cả cái độ dày cũng như cái độ mà êm ái của chiếc nệm. Nó đàn hồi chậm, nó đàn hồi trở lại như trạng thái ban đầu. Đúng rồi ạ, cho nên là đây là những hình ảnh thực tế mà chúng tôi đã quay lại và gửi đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể là yên tâm hơn cùng với dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Evera, một thương hiệu phải nói là rất là quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping và được rất là nhiều quý vị khách hàng chúng ta tin tưởng lựa chọn trong khoảng thời gian vừa qua. Tại vì đây là sản phẩm phải nói là bán chạy hàng đầu luôn nha. Quý vị có thể là yên tâm, đối với các bé nhỏ trong gia đình của chúng ta thì sao ạ? Đang tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ quan trọng lắm nha. Quý vị hãy thử nhìn các bé mà chúng ta ngủ không ngon đâu, rất là dễ bị còi xương nè, cũng như là chậm lớn đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta có những cái chiếc nệm như thế này thì rất là tuyệt vời đúng không Như Nguyễn? Chính xác luôn á Quang Quý. Mà hôm nay mình phải khoe với lại quý vị khán giả, bởi vì nệm cao su non của Evera là dòng nệm cao su non bán chạy nhất trên VTV Hyundai. Mà dòng nệm này còn mang tới cam kết là bảo hành 10 năm luôn quý vị. Một đổi một trong 10 năm nha. Có nhiều chỗ mà mình bảo hành á, mình sẽ thấy là bảo hành 10 năm, nhưng mà một đổi một có thể trong vài tháng đầu. Còn với Evera là một đổi một trong 10 năm cho độ xẹp lúng của nệm luôn. Và hôm nay mức giá rất là tốt, chỉ vừa hơn 2 triệu một chút là có ngay một tấm nệm cao su non rồi, và hơn 3 triệu một chút là có một cái tấm nệm cao su non tuyệt vời giống như là ở khách sạn mà cao cấp luôn quý vị, với độ dày 15 cm. Ở nhà nằm mà thích nằm vừa vừa phải phải thôi thì 10 cm, mức giá 2 triệu đến 3 triệu là có nệm cao su non rồi. Như vậy là chúng ta đã có thể yên tâm nha, cái mức giá nó đã hợp lý rồi đúng không ạ? Thì chúng ta đã có thể sở hữu ngay là những cái chiếc nệm để có thể nâng niu giấc ngủ của chúng ta. Đặc biệt là cuối năm, Quang Quý nghĩ là mọi người chúng ta sẽ rất là dễ bị mất ngủ, đúng không ạ? Lo lắng về cái chuyện là ôi ngày mai sẽ ăn gì, ngày mốt sẽ nấu gì, rồi công việc của chúng ta ra sao, áp lực công việc thế nào, làm sao để chúng ta có thể chạy bù hết tất cả những cái việc trong khoảng thời gian trước khi mà cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh. Mà mọi người đã thử mất ngủ hay chưa? Quang Quý đã bị mất ngủ rồi, tới ngày hôm sau là y như rằng không làm được cái gì hết.
Có nhiều người nói là đêm đó nếu ngủ không được ban ngày ngủ lại bù. Xin thưa cùng với tất cả quý vị, mất ngủ một đêm nha, chúng ta phải ngủ bù 3 ngày sau nó mới hồi phục lại sức khỏe. Dạ. Cho nên giấc ngủ cực kỳ quan trọng, tại vì trong cái quá trình mà chúng ta ngủ á thưa quý vị, thì đây nè, đây là cái khoảng thời gian cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của chúng ta là từ 21 đến 23 giờ là hệ miễn dịch sẽ đào thải cái chất độc trong cơ thể của mình. Rồi 23 giờ tới 1 giờ đây gan bài độc, nên ngủ say mọi người nha. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý tới 1 đến 3 giờ nha là mật thực hiện thải độc, cho nên là cần phải ngủ say, rất say luôn nha. Và tủy sống tạo máu phải ngủ say từ 0 đến 4 giờ. Và không dừng lại ở đó, từ 5 đến 7 giờ ruột già bài độc, và lúc này thì chúng ta sẽ thức dậy để có thể là chuẩn bị đi vệ sinh. Và ruột non hấp thụ dinh dưỡng, chúng ta nên ăn sáng vào buổi sáng. Hai phần này đó thì chúng ta cần lưu ý cho cái nhịp sống sinh học của chúng ta thôi. Nhưng mà từ 21 giờ đến 4 giờ sáng là cái khoảng thời gian chúng ta cần phải ngủ nhất. Cho nên nếu như mà cái nệm nó không đảm bảo chất lượng, chắc chắn chúng ta không có ngủ được, đúng không Nguyễn? Chính xác luôn quý vị. Chỉ vì tấm nệm thôi mà chúng ta có thể mất đi giấc ngủ. Chỉ vì tấm nệm thôi mà mình sẽ cảm thấy là hôm sau mình không còn năng lượng nữa. Giấc ngủ ngon trọn sức khỏe quý vị ơi. Và để làm được điều đó, hãy lựa ngay một cái tấm nệm mà không có bị tình trạng xẹp lún. Lựa ngay một cái tấm nệm mà nó không có hầm bí lưng. Rồi mình cũng lựa ngay một cái tấm nệm để mà chúng ta cảm thấy là một năm đầu nó êm, nhưng 2-3 năm sau, 10 năm sau nó vẫn êm. Và đó là chất lượng của những chiếc nệm cao su non như thế này. Và khi mà chúng ta đặt lưng lên đó quý vị, quý vị để ý là có những cái loại nệm mà khi mà mình ngã lưng lên đó, tại sao mình cảm thấy nó hỏng hỏng cái phần lưng này, nó không chạm hết cái phần xương sống này của mình. Mình phải co hai cái chân lên thì lúc đó phần lưng của mình mới chạm hết cái mặt phẳng, mới tiếp xúc được cái nệm. Nhưng mà khi đó chân mình không được nâng đỡ, còn chân duỗi ra thì cái phần lưng nó sẽ hõm lại. Còn với nệm cao su non nó sẽ ôm trọn cái đường cong luôn. Hình dung nha, đây là một mô hình con người thu nhỏ mà Như Nguyễn sẽ đặt lên tấm nệm này. Rồi chúng ta sẽ cảm nhận cùng với Như Nguyễn đây. Đây là giống như là đây cái phần đầu của mình ha, cái phần cổ nó sẽ hơi hõm vô phần vai đây và xuống cả cái phần lưng của mình, xuống cả cái thân mình của mình. Thì khi mình nằm lên á, cái trọng lượng cơ thể của mình sẽ đặt lên tấm nệm, đúng không ạ? Và quý vị xem này, nó sẽ ôm trọn từng cái đường cong một. Thì như vậy điều này giúp cho gì ạ? Cho cái phần xương sống của mình nó được thẳng. Đây, nó thẳng như vậy nè quý vị. Mình không nhìn được bên trong nhưng mình cảm nhận được tại sao có những tấm nệm ngủ dậy cảm thấy khoan khoái tuyệt vời. Tại vì cái phần xương sống của mình được giữ thẳng. Còn với những tấm nệm mà khi mà xương sống của mình nó bị cong xuống như này quý vị, hoặc nó bị võng á quý vị, thì ngủ dậy mỏi lưng ngay. Ủa tại sao mình đi ngủ mà ngủ dậy mệt quá vậy nè? Mặc dù mình đã cố gắng ngủ nhiều, mình nằm lâu nhưng mà ngủ dậy thấy đau nhất là khi đó chúng ta ngủ chưa đúng tư thế và đúng chiếc rồi. Nệm đó chưa thực sự phù hợp đó. Đúng rồi, không chỉ là do chúng ta ngủ không đúng tư thế đâu, mà nhiều khi đối với những cái chiếc nệm mà không biết là các chị em phụ nữ như thế nào nha, nhưng mà đối với những người lớn tuổi nè, hay là các cánh mày râu á, cái hệ bài tiết về tuyến mồ hôi á, hoạt động rất là mạnh. Cho nên tối chỉ cần không ngủ được thôi mà mồ hôi nó đổ ra một cái thôi là chúng ta không ngủ được luôn, hầm bí cái phần lưng của mình. Và đối với các gia đình của chúng ta, đối với các bà mẹ mà đang có em bé thưa quý vị, đang trong giai đoạn thai kỳ á, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tăng cao lên. Khi mà chúng ta ngủ á, mà nó bị hầm, nó bị bí thì làm sao có thể là có được một cái giấc ngủ, đúng không ạ? Và như vậy chúng ta có chiếc nệm ngày hôm nay. Quý vị để ý giúp Quang Quý ngay trên cái bề mặt của nó nha, có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti thưa quý vị, được xếp đều cùng với nhau trên khắp bề mặt luôn. Có nghĩa là khi mà quý vị nằm ở bất cứ vị trí nào của cái nệm của chúng ta cũng có thể là ngủ rất là ngon, hạn chế vấn đề bị hầm, bị bí quý vị nha. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay. Từ nãy tới giờ Quang Quý với Như Nguyễn nói là ôi chất lượng nè ha, tuyệt vời nè ha, rồi cũng như là cái kích thước phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau nè ha, nằm ngủ ngon nè ha, nhưng mà nhiều khi mức giá nó cao quá. Tuy nhiên có một điều lưu ý đây, hôm nay chúng tôi giảm sâu dành cho tất cả quý vị lên tới là 500.000 đồng. Dạ, giảm sâu là giảm sốc luôn hả quý vị. Bình thường mình đi mua nệm ở ngoài á quý vị, thí dụ nha, một tấm nệm mà quý vị mua ngoài 3 triệu đi, giảm cho quý vị 10% thì có 300.000 thôi. Nhưng mà bây giờ giảm 500.000 là quý vị thấy không, một mức giảm giá ấn tượng. Và cụ thể là như thế nào đây, với kích thước và độ dày cho 10 cm á, kích thước là 1m6 nè, thì thay vì là 2.690.000 nay chỉ còn 2.190.000 thôi. Ngoài 2 triệu là đã có nệm cao su non. Còn nếu mà sử dụng khổ 1m8 thì sao? Đây, thay vì gần 3 triệu, 2.990.000 nè, mình chỉ còn chia ra 2.490.000 mà thôi. Còn với độ dày hơn 15 cm cho nhà ông bà của mình như thế nào, hay cho việc kinh doanh của chúng ta thì sao? Thì đây, với khổ 1m6 là 2.890.000, khổ 1m8 sẽ là 3.190.000. Quên đi cái mức giá cũ mà
và gần cả 4 triệu đồng đấy quý vị. Hôm nay giảm sốc 500 ngàn mà đã được giảm giá. Mà như Nguyễn thấy, wow, còn ngập tràn nữa đây kìa. Đúng rồi đó quý vị. Và chúng ta thấy được là với cái bộ sản phẩm ngày hôm nay á, tính đi tính lại á, khi mà tất cả quý vị á, chúng ta thấy là với sản phẩm chính của chúng tôi Evera mà cái mức giá gốc của nó đã rất là tốt rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà với cái mức giá mà chúng tôi giảm ngay là 500 ngàn đồng dành cho tất cả quý vị thì nó còn tuyệt vời hơn đúng không nào? Ở đây thì quý vị ơi coi giúp Quang Quý đi ạ, chọn một cái bộ sản phẩm quà tặng của chúng ta nha. Chúng ta sẽ có đó chính là hai ruột gối nằm cao su non thưa quý vị. Rồi chúng ta còn có thêm đó chính là một bộ wrap nha. Một bộ wrap là đầy đủ là sẽ có wrap nè, hai vỏ gối nằm và một vỏ gối ôm. Tặng thêm cho quý vị nữa đó chính là một hộp yến nha. Yến đến từ thương hiệu là Legend Bird Nest. Và với bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì tất cả quý vị có thể là yên tâm ạ. Nhưng mà có một điều là chúng ta cần phải lưu ý với dòng sản phẩm quà tặng của chúng ta là cái hàm lượng yến lên tới là 13%. Và không dừng lại ở đó thưa quý vị, với trọn bộ quà tặng ngày hôm nay cực kỳ giá trị luôn thưa quý vị, chỉ có trong chuỗi chương trình của chúng tôi mà thôi. Để có thể là mừng Giáng sinh và chào đón năm mới quý vị ạ. Đó, và bây giờ thời gian không còn nhiều, quý vị ơi phải nhanh tay lên alo và cho tổng đài của chúng tôi. Tại vì nếu mà quý vị chúng ta để ý nha, mới nãy là hình như là đây giảm sốc 500 ngàn đồng rồi đúng không ạ? Rồi với bộ quà tặng ngày hôm nay thì có giá trị bao nhiêu? 850.000 đồng nha, 850.000 đồng. Một lần sở hữu có sản phẩm chính, có cả quà tặng đã được giảm 500.000 đồng, còn có quà tặng 850.000 đồng nữa, cho nên nhanh tay sở hữu nào. Siêu hội quà tặng. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Và đó là sự thật quý vị, tức là mua một cái tấm đệm 2 triệu mốt mà quà lên tới 1.3 triệu và chỉ thấy trên VTV Hyundai thôi quý vị. Cụ thể luôn cho quý vị số lẻ luôn nè, 2.190.000 cho một tấm đệm, quà là 1.350.000. Quý vị thấy ghê không? Quà của mình đó, và cả giảm giá nữa, nó còn hơn 50% giá trị của sản phẩm chính luôn. Tức là đây là một cái chương trình vô cùng đặc biệt, duy nhất một lần trong năm thôi. Khi mà Giáng sinh đến, khi mà năm mới về, chúng ta đang mong chờ những cái điều tốt để gửi đến cho nhau đó quý vị. Và trong những cái điều tốt đó là một giấc ngủ ngon, là một giấc ngủ trọn vẹn để mà chúng ta có thể thức dậy khoan khoái yêu đời hơn, và cũng như là tái tạo lại năng lượng sau một ngày dài nè. Một năm rồi, một năm qua chúng ta vất vả rồi, một năm qua chúng ta đã phải đối mặt với những khó khăn, thì đến lúc mình cũng phải tự thưởng đi. Một đến lúc mà mình cảm thấy là mình có thể là dành tặng cho những người mình yêu thương một cái món quà cho gia đình nè, cho giấc ngủ nè quý vị. Ôi giấc ngủ như thế này nha, đặt lưng lên cái tự nhiên nhớ tới người tặng nệm cho mình luôn hả quý vị. Mà chiếc nệm này theo mình tới những 10 năm, bảo hành một đổi một trong vòng 10 năm cho độ xẹp lúng. Vậy thì quý vị theo sự cam kết của Evera, nệm cao su non, một dòng nệm cao su non bán chạy nhất trên VTV Hyundai trong suốt thời gian qua đó quý vị. Và với chiếc nệm này nè, cực kỳ thoáng mát và êm ái luôn, hạn chế được xẹp lúng luôn. Mà quý vị biết không, cái vỏ bọc thôi nha, không cần cái tấm da bên ngoài, thì mỗi chiếc nệm đều có vỏ bọc rất là mềm mịn. Và với cái sự cam kết bảo hành một đổi một trong 10 năm đó thì mang đến cho chúng ta 4-0, không còn tình trạng xẹp lún, không còn cảm giác hầm nóng lưng, không còn đau lưng nhức mỏi khi nằm nệm kém chất lượng, không tạo ra tiếng động và độ rung khi trở mình. Và thưa quý vị, cùng với sản phẩm ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với chúng tôi nha. Có một bộ quà tặng, phải nói là bộ quà tặng khủng luôn thưa quý vị, cực kỳ hấp dẫn luôn, cho nên là đây sẽ là cái cơ hội để tất cả quý vị chúng ta là vừa được giảm nè, rồi vừa có 3 phần quà như thế này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và mức giá còn được giảm 500.000 đồng cho tất cả các cái thước nữa. Nhanh tay alo cùng với chương trình, thời gian không còn nhiều. Siêu hội quà tặng. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Thật sự là một cơ hội hấp dẫn quá mà quý vị đừng bỏ lỡ quý vị ơi. Khi mà mình có thể là mình nhận được một món quà từ VTV Hyundai giảm sốc 500.000 quý vị. Nói có sách mách có chứng, có con số cụ thể để quý vị khỏi lo lắng mà nhầm lẫn. 500.000 quý vị, đây giảm sốc 500.000 cho quý vị nha. Dù mình mua nệm ở bất kỳ khổ nào, độ dày nào, 1m6, 1m8, 10cm hay 15cm, giảm 500.000, bình thường giảm giá thôi, đâu có quà. Hoặc là có quà không có giảm giá. Hôm nay vừa giảm giá lại vừa có
có quà. Đầu tiên tặng cho quý vị nè, một hộp nước yến của Legend đây. Thương hiệu mà chúng ta thấy là thương hiệu sông yến quý vị, yến xào Legend rất là nổi tiếng rồi, mà cao cấp nữa nha. Dòng Legend là dòng cao cấp, hàm lượng yến lên đến 13%. Đây, tặng yến xào uống khỏe rồi. Còn tặng thêm cho quý vị nữa một bộ ráp luôn. Quý vị nhìn nè, như Nguyễn bày ra đây, một bộ ráp là đầy đủ lắm, chứ không phải là ráp là cái bọc giường không. Ráp ở đây bọc giường xong phải bọc gối cho mình nữa chứ, để có sự đồng bộ đúng không nào. Đây, hai cái vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm và một cái ráp bọc giường. Tặng luôn cho quý vị là hai ruột gối cao su non nha. Đây, như Nguyễn bọc lại rất là xinh xắn rồi. Và cụ thể bên trong ruột gối cao su non là quý vị có thể xem cùng với Quang Quý. Cao su non nó sẽ có những cái lỗ nhỏ chứ không chỉ là bông gòn không đâu. Đây, hãy cùng xem lớp bên trong của phần quà tặng nha. Đúng rồi, và đây chính là quà tặng quý vị sẽ được nhận ngay tại nhà thưa quý vị. À, và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu trong chương trình ngày hôm nay thì chọn một bộ sản phẩm chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có hai ruột gối nằm nha. Chúng ta sẽ có một bộ ráp nha. Rồi chúng ta còn có thêm là một cái hộp yến nữa như thế này thưa quý vị. Chọn bộ sản phẩm như thế này thì mức giá là bao nhiêu nếu quý vị chúng ta mua ở ngoài ạ? Đây, 850.000 đồng đó quý vị. Tìm ở đâu ra mà chúng ta mua một cái nệm? Chúng ta đã vừa được giảm 500.000 rồi, bây giờ chúng ta đòi thêm những cái phần quà. Trời ơi, 850.000 đồng chắc không có được đâu. Là chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping mà thôi quý vị nha. Dạ. Cho nên đó là quý vị ơi, bây giờ không chỉ là chúng ta được giảm giá, không chỉ là có quà tặng mà thường người ta hay nói là thường giảm giá rồi có quà tặng chắc là sản phẩm nó không tốt đâu. Nhưng mà bây giờ xin thưa cùng với tất cả quý vị nha, có một điều mà Quang Quý cần phải nói nè. Với dòng sản phẩm này thưa quý vị, cái độ đàn hồi của nó rất tốt đây. Đó. Đây, Quang Quý tác động một cái lực rất là mạnh nha. Bình thường ví dụ như là cao su mà cái độ đàn hồi không tốt á, thì chỉ cần đè ấn như này gấp vào á nha, thì nó sẽ như vậy luôn. Còn bây giờ 1, 2, 3. Đó. Hay không? Nhanh gọn lẹ đúng không ạ? Cực dạ. kỳ hợp lý luôn. Rồi, đó. Bây giờ nè quý vị, chúng ta sẽ thử với những chiếc gối luôn. Quý mở gối ra đi, để mà trong lúc mà chúng ta thử luôn là chất lượng của cái gối nó cũng như là cái phần nệm và quà tặng là nó phải xịn sò. Thì bây giờ Như Nguyễn thử với cái nệm trước nha. Đây, hồi nãy Quang Quý tập tạ bằng cái này đúng không? Để thử cái độ đàn hồi là gặp lại bung ra. Thì khi mà mình thả những cái cục tạ này lên cũng vậy, quý vị sẽ thấy nè. Nếu như mà cái nệm nào mà phản lực quá nhiều nó sẽ bị tưng xa. Còn cái này nó tưng ngay tại chỗ quý vị, tức là nó đã triệt tiêu cái độ phản lực rồi, nó không có tác động ngược lại cái lưng, nhưng mà vẫn đảm bảo cái độ đàn hồi chậm. Đó, quý vị thấy không? Đàn hồi chậm, cho nên có cái sự êm ái và bền lâu đồng hành cùng với giấc ngủ của chúng ta. Và không dừng lại ở đó, mọi người coi dùng quý cái gói. Đây ạ, đây. Đó, đây. Hay quá. Rất là hợp quá lý xịn. Đúng không ạ? Quà tặng rất là xịn đúng không ạ? Chỉ cần kéo lại bung ra thôi. Đó, đây, với dòng sản phẩm như thế này thì tuyệt vời rồi đúng không nào? Như vậy là với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị cần phải lưu ý là chọn kích thước, chọn độ dày nha. Kích thước độ dày nào cũng được giảm 500.000 đồng và tặng được một bộ quà tặng trị giá 850.000 đồng cho gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì quý vị ơi, mỗi chiếc nệm mà chúng ta đặt hàng chúng ta còn được giảm sốc 500.000 nữa. Cơ hội hấp dẫn như thế này chỉ duy nhất 23, 24, 25 tháng 12 dịp Giáng sinh năm nay và 1 tháng 1 năm 2022 thôi. Như Nguyễn và Quang Quý mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có đơn hàng thành công để chúng ta có những giấc ngủ ngon lành và cuộc sống luôn hạnh phúc để đón chào một năm mới thật là bình an. Quý ơi, quý ơi, mà qua đây lĩnh kỉnh luôn quý vị, mà đâu cần mà phải đi mang cồng kềnh về, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi miễn phí luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.